một đội bóng đầy tham vọng là đương kim Á quân, một đội bóng đầy tên tuổi chưa một lần đoạt cúp. Nam Tân, niềm hy vọng của các cổ động viên. Điện tử Điện lạnh Hoàng Kiên, cuộc chinh phạt chưa kết thúc. Chung kết giải bóng đá các đội mạnh khu vực phía Nam thành phố Nam Định năm 2016. Điện tử Điện lạnh Hoàng Kiên, Nam Tân. 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2016. Bản tin bóng đá Nam Định trực tuyến từ sân cỏ nhân tạo Hoàng Vân.